Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Lê. Hôm nay thì các bạn hãy cùng mình khám phá một cái series về những em Pokemon trong series Pokemon huyền thoại các bạn nhé. Ở đây mình đang có 2, 4, 6, 7 quả trứng Pokemon và hôm nay mình sẽ khám phá lần lượt từng em một. Ở đây có những quả màu sắc khác nhau, thì ở đây có hai quả màu đặc biệt là một màu tím và một màu xanh. Hôm nay ở video này mình sẽ khám phá quả bóng Pokemon màu xanh này. 3, 2, 1, Umshiba. Mở ra thì ở đây nếu như bạn nào mà đã từng chơi những dòng mà Pokemon các hệ rồi thì các bạn nhìn thì các bạn sẽ biết ngay em nó là em nào đúng không? Đây em nó đang nằm cuộn tròn ở đây và nằm gọn gàng trong quả bóng này khi đã bị mình thu phục. Mình sẽ cất quả bóng sang một bên. Thôi và rất nhanh thôi, mình sẽ biến hình em nó lại. Trong khi mình đang biến hình, nếu mà bạn nào đoán ra em nó tên gì rồi thì để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhá. Ok, lên một phần rồi, được cái phần đầu lên, em đang ngồi như một vị vua chúa ngồi thiền đúng không các bạn? Mình sẽ chỉnh lại. Hai tay dang ra, cái chân hạ xuống. Đó, em này có một cái đuôi nha các bạn, em này có một cái đuôi. Mình sẽ quay cái đầu em này lại phía đằng này. Phía này, bên là phía trước của em nó các bạn ạ. Ok, các bạn đã thấy em nó chưa? Đó. Các bạn đã nhận ra em nó chưa? Rồi xin giới thiệu với các bạn, đây là một em Pokemon có tên đó là Lucario và đây là em Pokemon hệ giác đấu. Một em Pokemon có hai dạng tiến hóa, một dạng thường và con em này có thể tiến hóa lên Mega. Rồi sơ qua một chút về em nó cho các bạn cùng ngắm nghía với mình. Đó. Phía trên này có hai cái tai, dạng tai này dạng tai của con chó, dạng tai chó nhá. Phía sau này có hai cái phần sọc, này nó sẽ tăng sức mạnh của dạng bởi vì con này nó là dạng Pokemon khí công, nó có thể cảm nhận được cái sức mạnh của đối thủ các bạn. Đó, hai tay của nó này. Đó, bên ngoài là cái dạng móng vuốt. Rồi. Phía dưới này nó có thêm một cái phần nữa là phần nanh này các bạn, phần nanh này. Đó, bên này cũng như vậy, y chang như vậy thôi. Phía ngay chính giữa này nó có thêm một cái phần móng vuốt được thò ra phía trên cổ này, dạng kiểu bông hoa cổ áo các bạn ạ. Ở chính giữa là màu vàng. Xuống phía dưới này nó là cái phần eo, hông và chân của nó. Đây là một dạng Pokemon, nó khi nó chạy nó sẽ chỉ chạy bằng hai cái phần lòng bàn chân này thôi, bằng hai mũi bàn chân thôi, mình nhầm, bằng hai mũi bàn chân thôi, cho nên nó xuống này nó chạy và nó xuất chiêu như tấn công các bạn ạ. Nó quay sang phía sau thì em nó sẽ có một cái đuôi rất là xinh xắn, kiểu giống như đuôi chó cũng phải mà nó gần giống dạng đuôi cáo các bạn, kiểu giống đuôi chó sói rừng. Đó, đây họ sẽ được cố định nó vào bằng một cái ốc vít đó, phía trên này. Các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn hai cái phần quạt ở phía sau này, hai cái phần này nó tăng thêm sức mạnh cho nó. Cái này gọi là phần quạt khi nó chiến đấu ấy, nó sẽ xòe ra này. Mình gọi đi cho dễ hiểu nhé. Còn nếu mà bạn nào có một cái tên nó hợp lý hơn, chuẩn xác hơn thì comment ở phía dưới hộ mình nhé. Rồi. Đó, những các khớp này nó có thể di chuyển linh hoạt này. Đó, lên trước ra sau. Đó, đá trước đá sau được. Đó, một em Pokemon rất là linh hoạt. Đây là sơ qua về cái cấu tạo như là thiết kế của em nó. Thì mình sẽ vào chi tiết sức mạnh và các cái đặc điểm của em này các bạn nhé. Các cái chỉ số cơ bản của em này á, khi em đang ở cái chế độ thường chưa tiến hóa Mega thì em có chế độ hit là 70, tấn công là 110 và có sức phòng thủ là 70. Khi em này em xuất chiêu đặc biệt và em ấy tấn công thì em có sức mạnh tăng lên đó là 115, gọi là gấp đôi luôn. Và khi em này chưa tiến hóa Mega thì em cũng chỉ có cái sức và là năng lực phòng thủ đặc biệt của em cũng chỉ có ở mức giới hạn là 70 thôi. Và tốc độ di chuyển của em này thì nó được là 90 mọi người nhé. Được 90 cũng khá là nhanh nhưng mà chưa thua lắm. Khi mà em ấy được tiến hóa lên gọi là cái cấp Mega thì em ấy sẽ có sức mạnh là kinh khủng hơn. Cái hit của em ấy thì cũng chỉ đạt là 70 thôi khi tăng lên đã biến hóa thành Mega. Và đặc biệt nó đến ở cái chỗ đó là cái năng lực tấn công của em ấy. Lucario này khi tiến hóa Mega sẽ có cái năng lực tấn công tăng lên thành 145 điểm và điểm phòng thủ của em ấy sẽ là 88 nhá. Lực tấn công của em ấy thì tăng không đáng kể lắm, em tăng từ 115 lên đến 140. Đó, cũng gọi là khá khá. Và cái phòng thủ đặc biệt của em ấy thì vẫn giữ nguyên ở mức đó là 70 và đặc biệt nữa là cái tốc độ di chuyển của em ấy thì tăng từ
90 lên thành 112, khá là ok đó. Và tổng điểm khi em ấy tiến hóa Omega là 625 điểm, hơn một chút so với là tổng điểm của em ấy chưa tiến hóa Omega là 525 điểm. Là ok đúng không? Em này tiến hóa Omega nó chiến đấu cũng khá là mạnh đấy. Rồi. Một em Pokemon phải nói là ổn áp trong mọi trường hợp. Đây nó có đứng được không ta? Để mình cho nó đứng xem nó có đứng được không nhá. Tại vì cái này nó nhìn này có vẻ nó không cân bằng lắm. Ok, đứng được nha các bạn. Đứng ok luôn. Thực ra thì em Lucario này nó cũng có rất là nhiều điểm đặc biệt. Nếu ai may mắn sở hữu được em này thì thực sự là cũng là một cái gì đấy đem lại một cái quân bài trong tay rất là mạnh mẽ luôn. Em này thì nó có năng lực cảm nhận khí vạn vật các bạn. Gọi là một cái năng lực rất là khác người luôn. Em này nó gọi là khi đối thủ tấn công thì em có thể cảm nhận cái khí của đối thủ, và em này dễ dàng phân biệt được cái loại đối thủ và kẻ thù của mình nó, và nắm bắt được nhất cử nhất động của những đối thủ của mình luôn. Năng lực đặc biệt của em ấy, kể cả những cái loại mà có thể tàng hình biến hình, em nó cũng có thể là nhận ra và phân biệt được đối thủ luôn. Nói chung là để mà tấn công em này một cách gọi là cắn lén thì rất là khó. Rồi, khi đã giới thiệu cùng các bạn xong em Pokemon Lucario này rồi thì mình sẽ biến hình em nó lại và cho em nó nằm gọn lại vào quả trứng của em nó các bạn nhé. Ở đây em Lucario này thì biến hình khá là đơn giản thôi. Ở đây mình sẽ quay cái phần đầu của em lại về phía sau như này đó, và các bạn thấy có cái khe này, mình sẽ gập em nó xuống như này. Cái này mình bẻ về phía trước. Hai cái chân, hai cái tay này thì mình sẽ quay ngược lại này, quay ngược lại này, và các bạn bẻ này, bẻ hai cái tay này xuống như thế này đó, cho làm song song ở đây. Tiếp theo cái này mình cũng làm tương tự, mình bẻ hai cái tay em nó vào đây. Rồi cái chân này thì ở này mình sẽ quay một chân về phía trước này này, và mình sẽ bẻ cái phần chân của em nó lên đây các bạn nhé. Đó như này, và em nó đã nằm gọn gàng ở trong cái bàn tay của mình rồi. Nên mình sẽ cho em nó nằm một cách êm ấm ở trong cái quả trứng Pokemon này. Rồi, như vậy là video mình chia sẻ với các bạn nè về em Pokemon Lucario thì đến đây cũng đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và cùng chờ xem tiếp những em Pokemon còn lại của mình ở trong series Pokemon trên video kênh Huyện Lê các bạn nhé. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Huyện Lê mình càng ngày càng phát triển hơn. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.